Vâng, xin kính chào quý vị và khán giả, những ai vẫn đang ngày đêm lên mạng quan tâm đến những cái sự việc lùm xùm xung quanh cái Tỉnh thất Bồng Lai. Thì vừa qua do tình hình Covid cho nên rất nhờ những kênh chính nghĩa đã dừng không làm những video nói về Thiền Am bên bờ vũ trụ nữa. Nhưng ngược lại, bên phía fan của Thiền Am, các kênh YouTube vẫn ngày đêm làm những video công kích lại. Và cho đến bây giờ thì không dừng lại ở công kích những kênh YouTube mà họ còn làm những cái video công kích cả Thượng tọa Thích Nhật Từ, một bậc chân tu ở Việt Nam chúng ta. Thì điển hình trong cái số fan cuồng này là kênh của anh Toán Trần. Anh này thì có một vài thông tin đưa lên là anh đang làm nghề bán cá ở chợ. Nhưng mà do cái quá trình làm YouTube, anh làm những cái video bênh vực cho Thiền Am bên bờ vũ trụ thì được rất nhiều những cái fan của bên phía Thiền Am, những khán giả của bên phía Thiền Am vào xem và ủng hộ kênh, khiến kênh của anh phát triển rất nhanh. Cho nên anh đã cuồng tín lên, anh tin tưởng vào cái số khán giả mà đang ủng hộ anh. Bởi vì tất cả những cái video anh nói lên bảo vệ Thiền Am thì fan của Thiền Am vào đều khen anh là anh làm những cái video rất đúng, bảo vệ cho Thiền Am là chính xác. Và anh, ngày đêm anh làm những cái video anh nói là Phật ở trong Thiền Am. Như chúng ta đã biết thì có rất nhiều những cái trang mạng, những cái bài báo đã đưa lên về những cái sự việc của Thiền Am. Mà Thiền Am không phải là nơi tu theo Phật giáo mà mượn Phật giáo. Thưa các bạn, mượn Phật giáo để lợi dụng. Thì trong suốt thời gian qua đã có rất nhiều những cái kênh đưa thông tin, thì cũng đã có rất nhiều những người đã viết đơn gửi về các cơ quan chức năng. Thì do tình hình bây giờ là đang cả nước chung tay vào để chống chọi với dịch bệnh, cho nên những cái sự việc này gác lại vẫn chưa làm việc đến. Chính vì vậy cho nên những kênh fan cuồng của Thiền Am liên tục làm những video, đến giờ này đã làm những video công kích cả thầy Thích Nhật Từ. Thì qua vài ngày thầy Thích Nhật Từ cũng có biết được những sự việc này và thầy cũng đăng lên một bài ở trên trang Facebook của thầy. Thầy cho gia hạn cho vài ngày những cái kênh YouTuber mà bôi nhọ danh dự của thầy thì hãy xóa những cái video và có những cái lời xin lỗi, biết ăn năn hối lỗi thì thầy sẽ từ bi không nhắc đến nữa. Nhưng những kênh YouTuber này, có một số kênh thì có dấu hiệu là sẽ là đã ẩn video, nhưng đặc biệt cái kênh của anh Toán Trần này thì ngay vừa đây thôi, mình vừa vào xem vẫn phát trực tiếp làm những video công kích nói về thầy Thích Nhật Từ, nói là thầy không thể kiện được anh Toán Trần này. Anh nói là tất cả những cái lời của anh nói là đúng, và anh hỏi cái số fan cuồng đang xem video của anh, thì khi fan cuồng họ đã cuồng lên thì họ ủng hộ. Nhưng anh này cũng không hiểu là tại sao, không hiểu cái tầm suy nghĩ đến đâu. Bây giờ tất cả những cái nơi Phật giáo trên đất nước Việt Nam chỉ có đúng Thiền Am là một nơi khác mà đã rất nhiều báo chí đưa lên rồi. Đây là Thiền Am là một nơi tà đạo chứ không phải là bên Phật giáo. Mà anh này vẫn kiên quyết. Anh khen sư thầy ông nội của anh. Anh khẳng định là anh có chết anh cũng bảo vệ sư thầy ông nội của anh. Như vậy là với những lời thông điệp của thầy Thích Nhật Từ đã gửi cho một cơ hội để ăn năn hối lỗi. Nhưng mà cái anh Toán Trần này anh không biết ăn năn hối lỗi. Như vậy thì mong rằng là thầy sẽ làm thật mạnh tay với cái kênh YouTube của anh Toán Trần này. Và mong rằng những luật sư giỏi nhất của các học trò của thầy sẽ đứng ra giúp thầy làm những cái việc này. Bởi vì là mình xem những cái video, những cái lời nói của anh Toán Trần này mình cũng rất là bức xúc. Nhưng mình cũng chỉ là người dân cho nên cũng chỉ biết làm những cái video để chia sẻ những cái thông tin mà mình cảm thấy là nó không hợp với cái nội dung. Vì anh đưa ra anh nói, anh công kích, anh bôi nhọ cả những cái bậc chân tu. Thì những người này mong muốn làm sao cho nhanh chóng những người này càng sớm càng tốt đưa ra trước vảnh móng ngựa.
và mong rằng là những đồ đệ của thầy, những luật sư của thầy sẽ làm những việc này sáng tỏ càng nhanh càng tốt. Xin cảm ơn tất cả những luật sư sắp tới sẽ đã và đang sắp tới sẽ giúp thầy để làm sáng tỏ những việc này, để cho những kênh YouTuber không còn những cơ hội để mà bôi nhọ thầy nữa. Đó là những gì muốn đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, những ai đang quan tâm đến những sự việc liên quan đến Thiền Am bên bờ vũ trụ này. Rồi, thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.